Xin chào các bạn, tôi là Aero đến từ website cao.trung tâm tin học.aero.vn. Trong video clip này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo một logo theo kiểu chữ ánh vàng như các bạn đã nhìn ở trên màn hình của tôi. Thì ở trong bài này chúng ta sẽ sử dụng một kiến thức mới mà kiến thức này tôi đã nhắc riêng một lần ở trong các bài trước. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm chữ này. Ở đây thì tôi sẽ làm một chữ cho các bạn xem thôi. Các chữ còn lại chúng ta sẽ làm tương tự y chang như vậy. Sau đó ở phía dưới này chúng ta sẽ tạo bóng cho đối tượng. Và ở cuối bài tôi cũng sẽ gửi file download cho các bạn. Các bạn có thể follow website của mình qua các kênh YouTube, Google cộng, Twitter hoặc Facebook. Hãy đăng ký lại địa chỉ email để nhận được những bài mới nhất từ website. Đầu tiên chúng ta sẽ gọi chữ bất kỳ chúng ta muốn. Ở đây tôi sẽ gọi chữ CEO. Tôi chỉ làm mẫu chữ CEO cho các bạn xem thôi. Nó không to này. Ở đây các bạn chọn phông như được, hay tôi sẽ chọn Aero Black là phông mặc định ha. Chúng ta sẽ tách đối tượng này ra. Chúng ta sẽ có hai chữ. Đối tượng này, đầu tiên chúng ta sẽ tô cho nó màu tự do đi. Và chúng ta sẽ bật cái hộp thoại pen lên. Chúng ta sẽ cho độ dày là 8. Chúng ta chỉnh cho bo góc. Bấm OK. Đây ha. Tiếp theo chúng ta sẽ tách cái đường viền này thành một đối tượng bình thường. Bây giờ chúng ta chỉ cần tô màu là xong. Bây giờ tôi sẽ tô nó màu nâu ngay đây. Chúng ta sẽ tô màu chuyển sắc cho nó. Vậy là xong. Đây, các bạn có thể tô màu tùy ý nhé. Để là sẽ đưa chuột các bạn sẽ thấy cái mã màu nó hiện lên đây. 226, 216, 71 và mã màu nữa là 178, 152 và 40. Các bạn có thể sử dụng hai mã màu giống như tôi đang sử dụng. Tiếp theo ta sẽ chọn bật cái hình chữ C chúng ta tô màu. Chúng ta giữ chuột ngay đây. Và chúng ta sẽ kéo vô trong cái chữ cái đường viền ngay đây. Các bạn thấy ha. Và bây giờ chúng ta sẽ vô lại công cụ chọn màu và chúng ta sẽ xoay đi. Đó. Chúng ta muốn xoay đi hướng nào chúng ta thấy đẹp nhất là được. Và chúng ta đã được xong chữ C. Thì đối với chữ này chúng ta cũng có thể làm tương tự, chúng ta cũng có thể copy màu vào vô đây. Các bạn nhìn thấy ha. Đó. Và sau khi chúng ta đã làm xong xuôi hết tất cả các chữ này thì chúng ta sẽ có được chữ Corel. Ở phía này chữ trung tâm tin học.aero.vn chúng ta cũng làm tương tự. Ở đây chúng ta chỉ cần tô màu chuyển sắc cái màu phía trên cho chữ trung tâm tin học này là được các bạn ha. Và vào phần tạo bóng thì chúng ta sẽ vô đây Drop Shadow là kéo xuống. Chúng ta muốn chọn như thế nào cũng được, cho nó đẹp theo ý muốn của mình là được. Và là xong. Sau khi các bạn làm cái chữ tiếp tục như mình đã hướng dẫn thì các bạn sẽ có ra được cái logo hình chữ nổi nhưng mà không phải dùng 3D và có kiểu chữ ánh vàng như thế này. Các bạn có thể follow mình tại các kênh ở phía dưới như mình đã hướng dẫn như ban đầu. Các bạn có thể học AI và Photoshop ở trang web hocdohoaonline.com cũng là website của mình để các bạn có thể học được các môn khác. Xin chào và tạm biệt các bạn.